đẩy tóc cho thẳng. Được. Có nhiều mẫu. Chạy cao lên. Tóc này là tóc mẫu nhưng ta không xịt keo. Còn nếu là tóc thì mình phải xịt keo. Mình chải thẳng xịt keo cho tóc. Con nó dính luôn nè, nó không có rớt xuống. Chải xịt keo cho chắc. Cái đó cột lại. Cột bằng sợi thun và kẹp tăm như vậy. Cột cao lên đúng. Rồi sau đó lấy một sợi tóc nhỏ thôi, quấn quanh cái gọng thun để mình che cái mối cột đó, che mối gọng thun lại để không nhìn thấy. Rồi mình kẹp kẹp lại. Riêng thì chúng ta sẽ làm thành 2 tầng. Tầng dưới là 5 múi, tầng trên 3 múi. Nếu mà tóc nhiều, còn tóc ít thì bạn làm 5 múi ở dưới thôi. Chia cái phần này ra để làm ở trên 3 múi, kẹp lại. Dùng kẹp mối dịch kẹp cái phần tóc này lại để làm tầng trên. Rồi bây giờ cái phần tóc bên đây mình sẽ làm 5 múi. Múi thức rút. Chọn lấy cái tóc phía trước. Múi đầu tiên mình làm thẳng đứng, căng từ sống mũi lên, mình làm thẳng đứng phía trước. Chải cho mượt tóc, sự keo mặt trước, sự keo mặt sau, chúng ta dùng tay vuốt lên, sau đó là muối nghiêng qua. Giống như vậy nhưng mà dài hơn một tí. Mũi thứ hai dài hơn mũi thứ nhất một tí. Cách làm giống như mũi thứ nhất. Trừ tóc mái, còn tóc mái dài thì cuốn như chung luôn. Này là máy xéo thôi con. Xéo thì để máy xéo, trừ mái lại. Không cột chung. Mái trừ mái thì là mái dài mới cột chung. Còn mái ngắn tóc cô thì cứ làm phần dưới thôi.
xong dưới rồi giờ tới trên.